Nữ trợ lý ngoại tình với David Beckham, con gái nhà ngoại giao hối hận việc đã làm hiện ra sao? Lên sóng vào ngày 4 tháng 10, bộ phim tài liệu 4 tập Beckham hiện nhận được sự chú ý lớn từ truyền thông và công chúng toàn cầu. Một trong những điểm đáng chú ý là vợ chồng David Beckham lần đầu chia sẻ về bê bối ngoại tình năm 2003 của cựu danh thủ. Dù phim tài liệu không nhắc đến đối tượng cặp kè với David, mọi người từng nghe qua ồn ào này đều biết đó là trợ lý cá nhân của ngôi sao sinh năm 1975 thời điểm đó, Rebecca Luce. Rebecca Luce sinh năm 1977 tại Madrid, Tây Ban Nha. Cô là con gái của nhà ngoại giao Hà Lan Lindert Willem Alberto Luce Bartholdy và người vợ gốc Anh Elizabeth. Cô học tại cao đẳng Runnymede, ngôi trường chuyên sử dụng tiếng Anh có mức học phí 16.000 bảng Anh trong một năm, 474 triệu đồng ở Madrid. Rời trường học, cô làm việc trong lĩnh vực ngân hàng trước khi chuyển sang làm công việc PR và gia nhập văn phòng Merrick của công ty quản lý toàn cầu SFX. Khi David lúc đó 28 tuổi chuyển từ Manchester United đến Real Madrid vào mùa hè năm 2003, Rebecca 26 tuổi vào thời điểm đó được giao cho công việc làm trợ lý cá nhân của nam cầu thủ, giúp anh cùng gia đình định cư tại thành phố mới. Theo Daily Mail, đó là khoảng thời gian cô đơn đối với tiền vệ 7X, phải chuyển đến môi trường xa lạ còn không có Victoria cùng hai con nhỏ, Brooklyn và Romeo ở bên. Tháng 9, người ta chụp hình được hình ảnh David và Rebecca trong hộp đêm. Tin đồn ngoại tình bắt đầu lan truyền từ thời điểm đó. Rebecca bị công ty quản lý chuyển sang làm công việc ít quan trọng hơn, luôn thấp thỏm nỗi sợ bị sa thải. Tháng 4 năm 2004, câu chuyện về mối quan hệ ngoài luồng xuất hiện trên News of the World, hiện không còn tồn tại dưới ngòi bút của Max Clifford. Chính Rebecca là người bán tin tức cho tờ báo Lá Cải. Thời điểm đó, David không còn dính dáng đến công ty SFX. Còn người tình của anh đã bị đuổi việc và đang làm tại một công ty khác. Chi tiết bê bối được kể gián tiếp thông qua một người bạn đã trở thành chủ đề nóng trong nhiều tháng. Người bạn cho hay David bị tổn thương khi Victoria phớt lờ anh, chỉ tập trung vào sự nghiệp ca hát ở London. Anh nhanh chóng rơi vào cuộc tình vụng trộm với nữ trợ lý Liên. Về lý do phanh phui vụ ngoại tình, Rebecca giải thích: "Tôi biết dù sao thì nó cũng sẽ bị lộ nên tôi muốn kiểm soát nó. Khi báo chí nói với tôi những gì họ biết, tôi quyết định sẽ tốt hơn nếu tôi hợp tác." Trong khi đó, Max Clifford nhận định Rebecca yêu thích tiền bạc và sự nổi tiếng. Nhà báo Anh còn tuyên bố đã trả cho nữ trợ lý 800.000 bảng Anh, 23,7 tỷ đồng để có được chi tiết vụ bê bối. Tuy nhiên, Rebecca phủ nhận, số tiền tôi được trả thậm chí không bằng một nửa con số mọi người trích dẫn. Tôi không thể mua một biệt thự và tự nuôi sống mình cho đến hết đời. Mặc dù mối quan hệ tình cảm sai trái do hai người tạo ra, Rebecca Luce phải hứng chịu hậu quả nặng nề nhất. Sau cuộc vui thoáng qua, David trở về với vòng tay bao dung của Victoria. Về phía Rebecca, cô chuyển đến London tìm cơ hội thành ngôi sao. Cô thật sự có cơ hội bước chân vào showbiz nhờ ồn ào với David Beckham, nhưng mọi chuyện phát triển theo hướng cô không bao giờ mong đợi. Cuối năm 2004, Rebecca tham gia chương trình thực tế The Farm của Channel 5. Anh có nội dung tập trung vào nhóm người nổi tiếng sinh sống và làm việc tại trang trại. Trong chương trình, các nhà sản xuất yêu cầu tập trung vào cảnh quay Rebecca giúp một cặp lợn phối giống. Như dự đoán, phân cảnh này thu hút sự chú ý lớn. Rebecca quyết định chia tay với công ty của Clifford khi bị yêu cầu xuất hiện trên Playboy Channel với khoảng cách dây 250.000 bảng Anh, 7,4 tỷ đồng. Cô nhấn mạnh chưa sẵn sàng làm người mẫu gợi cảm. Tuy nhiên, về sau cô đã chụp ảnh khoe trọn vòng một cho Playboy và các tạp chí dành cho nam giới khác như là FHM, Nuts và Zoo. Năm 2006, Rebecca song ca với James Hewitt, cựu sĩ quan kỵ binh có quan hệ tình cảm với công nương Diana, trong chương trình X Factor Battle of the Star của ITV Anh để quyên tiền cho tổ chức Zelda Children. Tại đây, cô bị giám khảo Sharon Osbourne, một người bạn của gia đình Beckham, chế nhạo không phải tham gia vì từ thiện, mà vì lợi ích bản thân. Osbourne cũng chê giọng hát của Rebecca, còn mô tả cô và Hewitt là những vị khách đến từ địa ngục. Trong một cuộc phỏng vấn, năm 2013, Rebecca cho biết những nhận xét của Sharon Osbourne khiến cô choáng váng, tức giận và tổn thương. Sự khó chịu đó đeo bám cô dai dẳng đến mức dẫn đến trầm cảm và phải dùng thuốc. Trong nhiều năm, Rebecca cố gắng phớt lờ việc bị bắt nạt, nhưng cuối cùng phải thừa nhận cách mọi người nhìn nhận và đối xử với cô khiến cô tổn thương nhiều. Rebecca cảm thấy bất lực và hối hận về những gì đã làm. Cuộc đời của Rebecca chuyển sang một hướng khác vào năm 2008 khi gia nhập đoàn phim của chương trình thực tế khác 71 Dear Is Not phiên bản Hà Lan. Cô cùng mọi người thám hiểm bắc cực và quen biết Seven Krista Skaya, bác sĩ gốc Na Uy trong chương trình. Tình cảm giữa họ nhanh chóng nảy nở. Khi phát hiện có thai, Rebecca quyết định chuyển đến Na Uy sống cùng với Sven vào năm 2009. Tháng 7 cùng năm, cô sinh con trai đầu lòng Manus. Họ tiếp tục có thêm con trai Liam vào năm 2012. Rebecca ca ngợi Sven là người đàn ông trong mơ và trở thành mẹ là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời cô. Sự nghiệp giải trí dừng lại tại đó. Cô từng bán quần áo bà bầu online nhưng không mang lại nhiều lợi nhuận, cuối cùng phải đóng cửa. Hiện tại ở tuổi 46, Rebecca là huấn luyện viên yoga, sống biệt lập ở vùng núi Na Uy cùng chồng và hai con. Cô gần như tuyệt giao với bỏ giới. Các bài đăng trên mạng xã hội xoay quanh cuộc sống bình dị như tập yoga, tắm nước nóng, đi bộ đường dài, đạp xe hay tìm kiếm thức ăn trong môi trường hoang dã. Tuy nhiên, cái danh cô gái bị cáo buộc ngoại tình với Beckham sẽ mãi đeo bám Rebecca. Có lẽ trong thâm tâm cô vẫn thắc mắc về việc tại sao David trở thành báu vật quốc gia còn cô phải chịu sự gièm pha.